Minasan konnichiwa, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series tránh bẫy đề thi GRBT với dạng kiến thức của N1, cụ thể là phần từ vựng. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn phần câu hỏi của chúng ta nhé. Trong câu hỏi này thì phương án nào sẽ là phương án chính xác ạ? Chúng ta có 낙하그, 그죠, 객가 và 조교. Phương án nào sẽ chính xác nó? Gần na ná giống nhau đúng không ạ? Câu này thì chúng ta sẽ hiểu cái phần nghĩa là ông cấp trên, ông ấy từ chối cái thê ăn, cái đề án, cái đề xuất của tôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nói về 낙하그 nhé. 낙하그 thì nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa đầu tiên là người ta vứt bỏ những cái kết tinh, những cái khuyết điểm này, hoặc là những cái suy nghĩ cũ. 古い考え方, ví dụ như là người ta vứt bỏ đi những cái bảo thủ, những cái cổ hủ, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dùng là 규해오 낙하고 쓰레. Ngoài ra thì 낙하고 nó còn được dùng cho cái trường hợp là chúng ta 느케다스, tức là mình có thể thoát khỏi một cái 조타이, một cái trạng thái nào đó, và thường nó sẽ là những cái trạng thái không tốt. Ví dụ như là mình thoát khỏi cái nguy cơ, những cái nguy hiểm ấy, thì các bạn có thể dùng là 규해오 낙하고 쓰레. Vậy thì ở đây, nếu với hai cách sử dụng như vậy thì 낙하고 không phù hợp, đúng không ạ? Còn với trường hợp 그죠, ý nghĩa của 그죠 được dùng khi mà chúng ta thể hiện cái nghĩa là xua đuổi đi, tiêu diệt đi những cái có hại. Ví dụ như là chúng ta tiêu diệt côn trùng có hại chẳng hạn, thì các bạn sẽ dùng với 그죠 쓰레. Hoặc là ví dụ như là mình tiêu diệt những cái con virus ở trong máy tính, thì các bạn sẽ dùng là 컴퓨터를 그죠 쓰레. Đó. Còn với cái trường hợp là 조교 쓰레. 조교 쓰레 nó lại mang cái tính chất là chúng ta loại bỏ đi những cái gây cản trở, 자만한 모노, đúng không ạ? Ví dụ như là mình loại bỏ đi những cái vật chướng ngại, gây cản trở, thì các bạn sẽ sử dụng với 障害物を 조교 쓰레. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây rõ ràng sẽ phải là phương án số 3. Âm Hán Việt gồm chữ khước và chữ hạ cho ý nghĩa là từ chối, không chấp nhận hoặc là bác bỏ một cái điều gì đó. Ví dụ đây là ông cấp trên ông không chấp nhận cái đề xuất, cái đề án của tôi. Tiếp theo với câu số 2 này thì theo các bạn phương án nào sẽ là phương án chính xác ạ? Chúng ta có 4 từ vựng: Zense, Ose, Seikyo và Seidai. Phương án nào sẽ chính xác? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về Zense. Zense thì có thể gặp trong những từ như là Zense Jidai. Nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là cái thời kỳ hoàng kim, đúng không ạ? Cái thời kỳ mà phát triển nhất. Vậy thì nếu mà cho vào cái phần này thì nó không phù hợp, đúng không? Ý nghĩa của câu này là cái đứa trẻ đấy nó rất là tò mò. Thế nên là bất kỳ cái gì mà nó chưa biết ấy, nó cũng đều muốn biết cả. Đó. Thế nên là cái phần Zense nó không phù hợp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói về Seikyo này. Và nhất là cái phần Seikyo và cái phần Seidai là cái phần mà chúng ta cũng rất hay nhầm lẫn, đúng không các bạn? Seikyo thì ở đây chúng ta có chữ thịnh và chữ trạng. Trạng trong trạng thái jokyo, đúng không ạ? Vậy thì Seikyo sẽ dùng để chỉ nghĩa là một cái sự kiện tổ chức nào đấy mà có rất nhiều người người ta tập trung đến và cái không khí nó rất là náo nhiệt. Ví dụ như là một cái buổi hội chợ người ta tổ chức bán hàng để quyên góp từ thiện chẳng hạn, Paja, đúng không? Thì có rất nhiều người người ta tham gia vào một cái không khí rất là náo nhiệt sôi nổi. Thì các bạn có thể dùng là cái buổi hội chợ bán hàng từ thiện thì đã kết thúc trong cái bầu không khí rất là náo nhiệt. Paja wa seikyo no uchi ni owatta. Còn với seidai, seidai nó sẽ khác một chút nhá. Seidai thì nó sẽ dùng để chỉ những cái công tác, những cái công tác hoạt động ấy, hoặc là những cái buổi sự kiện tập trung mà nó được tổ chức với một cái quy mô rất là hoành tráng, quy mô lớn. Rippade, daikibo, đó, thì người ta sẽ dùng với seidai. Và thường hay nhất là dùng với những cái buổi lễ, những cái hoạt động, ví dụ như các công tác hoạt động được tổ chức rất là hoành tráng với cái quy mô lớn, hoặc là một cái buổi lễ được tổ chức với quy mô lớn. Nó sẽ thiên về cái việc là tổ chức rất là hoành tráng với quy mô lớn nhá. Đấy chính là cái sự khác nhau giữa seikyo và seidai. Và nhớ là seidai là nó chủ yếu là chỉ đi với các cái sự kiện, các cái tổ chức hoạt động. Còn với trường hợp đáp án cuối cùng của chúng ta, đó chính là OC sẽ là đáp án đúng, gồm chữ vượng và chữ thịnh. Từ này á, thì chủ yếu là nó sẽ dùng cho những cái mang tính chất về tinh thần
nó, chứ không dùng cho những cái mà yếu tố về vật chất. Và nó sẽ nhấn mạnh cái nghĩa là cái tinh thần đó nó rất là mạnh mẽ. Và hay dùng nhất với cái cụm từ ví dụ như là osena kokichin, tức là cái sự tò mò, rất là tò mò luôn, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể bắt gặp trong những ví dụ chẳng hạn như là anh ấy rất là ham ăn, thì người ta cũng có thể dùng là shokuyoku ose, đúng không ạ? Có thể ghép lại nhé. Kare wa shokuyoku ose de, thế nên là ví dụ đi ăn là phải sới bao nhiêu bát. Itsumo okawari o shite iru, lúc nào cũng phải cho gọi thêm, gọi thêm. Và thứ hai nữa là hay dùng trong cái ví dụ này của chúng ta cũng có là kokichin ose, đúng không ạ? Rất là tò mò, và cái gì mà cảm thấy băn khoăn là cũng sẽ muốn làm thử xem nó như thế nào. Kininatta koto wa nan demo yatte miru. Hoặc là có thể dùng cho OC khi đứng một mình, ví dụ như là tràn đầy sức sống chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể dùng là tsukare o shiranai OC na katsuryoku, tức là tràn đầy sức sống, lúc nào cũng rất là mạnh mẽ và không biết mệt là gì. Tiếp theo, câu hỏi của chúng ta gồm có 4 cái động từ như thế này: mokerarete, yosowarete, hay là suerarete, hay là hodokosarete. Theo các bạn thì phương án nào là phương án chính xác ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Những cái dạng này thì đã được chuyển thể của nó rồi, còn cái dạng gốc ví dụ như là động từ mokeru, đúng không ạ? Chữ thiết thì nó sẽ dùng cho cái nghĩa là thiết lập, lập ra một cái gì đó. Nhưng trong cái câu này thì ý nghĩa là cái bàn này á thì nó được chạm khắc rất là đẹp ở cái phần chân, đúng không? Đó thì không thể phù hợp với mokerarete được. Còn với trường hợp số 2 thì chúng ta có động từ yoso này, là cái chữ trang, thì nó sẽ dùng cho cái nghĩa là thứ nhất là mình trang trí này, đúng không? Ví dụ như là trang trí ở bên trong cửa hàng là sao cho nó phù hợp với cái không khí của mùa xuân, thì chúng ta sẽ dùng là tennai o harumuki ni yoso, đúng không? Hoặc là cái chữ trang này nó có thể mang cái sắc thái bằng với furiosuru, tức là mình giả vờ, ra vẻ, thể hiện bề ngoài ra như thế nào đó, còn thực chất là bên trong chưa hẳn là đã như thế. Ví dụ như là mình tỏ ra, mình giả vờ là mình đang rất là bình tĩnh, thì các bạn sẽ dùng là heseo yoso, đúng không ạ? Còn tiếp theo với trường hợp câu số 3, với cái động từ này thì thực chất là nó có khá nhiều nghĩa, và cái nghĩa gốc ban đầu ấy thì nó sẽ dùng cho cái nghĩa là cố định một cái vật nào đó ở một cái vị trí nào đấy và nó không thay đổi, đúng không ạ? Nó không di chuyển. Arubasho ni ugokanai yo ni oku, đặt để nó và nó không di chuyển. Thường ví dụ có thể dùng cho cái nghĩa là chúng ta xây dựng những cái tatemono, những cái tòa nhà, đúng không? Nhưng đồng thời nó cũng có thể dùng cho cái nghĩa bóng để thể hiện cái nghĩa là mình đặt ai đó ngồi vào một cái vị trí nào đấy. Ví dụ như là đặt người ta ngồi vào một cái vị trí bề trên, hoặc là mình có thể cho anh ta làm một cái nhiệm vụ, một cái địa vị nào đó. Ví dụ như là nâng anh ta, đưa anh ta lên làm trưởng phòng, thì các bạn sẽ dùng là bucho ni sere. Thì thực ra bởi vì là cái chữ cư mà, cho cái nghĩa là mình đặt một chỗ không di chuyển, hoặc đưa người đó lên nắm quyền làm cái vị trí nào đó, thì đây nó cũng không phù hợp, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chỉ còn lại với đáp án hotokosu, đúng không ạ? Là cái chữ thi. Thi trong ý nghĩa là thực thi, thực hiện một cái điều gì đó, hoặc là nó có thể hiểu cho nghĩa là bố thí. À, ví dụ đầu tiên là chúng ta hỗ trợ về mặt vật chất, hay là chúng ta hiểu là chúng ta bố trí, ban phát một cái gì đó cho những cái người mà họ kém may mắn hơn chúng ta, họ gặp khó khăn hơn chúng ta. Ví dụ như là bố thí lương thực, ban phát lương thực cho những cái người tị nạn, thì các bạn có thể dùng là nami ni shokuryo hodokosu. Nhưng ngoài ra ấy, thì một cái nghĩa căn bản của hodokosu và ứng với trong trường hợp này đó chính là với một cái sản phẩm nào đó, người ta bổ sung thêm một cái giá trị nào đó để làm tăng thêm cái giá trị cho cái sản phẩm đấy. Ví dụ nhá, một cái áo vest bình thường là để mặc, đúng không? Nhưng bây giờ là người ta tăng thêm một cái chức năng, thêm một cái giá trị nữa là người ta gia công làm sao để cho cái loại đấy là cái loại mà chống thấm nước, đúng không ạ? Chống thấm nước thì chúng ta dùng với hatsui chẳng hạn. Đó thì nó sẽ thường dùng cho những cái sản phẩm, những cái đồ vật mà bây giờ ngoài cái chức năng chính thì người ta sẽ thêm một cái gì đó để bổ sung, để trang trí thêm vào. Thì ứng với trường hợp này cũng vậy, một cái bàn, đúng không, nhưng mà người ta chạm khắc rất là đẹp ở cái phần chân đó, thì phương án số 4 sẽ là phương án chính xác của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ vựng này. Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng suy đoán xem là phương án nào sẽ là phương án chính xác ở đây nhé. Ý nghĩa của câu này là cái giá dầu, đúng không ạ? Giá dầu thì nó kotoshi. Koto thì thường là dùng cho giá cả, đúng không ạ? Nó tăng vọt, nó tăng. Và phần đằng sau đó là cái gì đó của nó, đúng không ạ? Sono.
lan rộng ra khắp thế giới. Chúng ta thấy là cái giá dầu nó sẽ chi phối rất là nhiều cho cái hoạt động kinh tế, không phải chỉ một quốc gia mà của các nước trên thế giới. Vậy thì khi mà giá dầu tăng thì cái hậu quả của nó, đúng không, nó ảnh hưởng đến các cái mặt khác trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Thứ nhất là với cái từ thê nghi thì với nghĩa là di chuyển, tức là di chuyển vị trí hoặc di chuyển trạng thái. Và nếu mà dùng trong y học thì nó có thể được dịch với nghĩa là di căn. Ví dụ như là bệnh ung thư nó di căn xuống dạ dày chẳng hạn, thì người ta có thể dùng là ganga ini thengi suru. Còn với trường hợp thứ hai thì chúng ta có thoe nè. Thoe thì với cái chữ ảnh này nó sẽ thể hiện cái nghĩa gốc ban đầu để chỉ nghĩa là cái hình ảnh của một cái vật nào đó nó chiếu lên trên mặt nước, chiếu lên trên bề mặt. À, thì người ta cũng có thể dùng thoe. Và từ đấy người ta sẽ biến đổi nó sang thành một cái dạng kiểu như là nghĩa bóng à. Đó là cái sự ảnh hưởng, cái sự tồn tại của một cái gì đó nó xuất hiện lên trên cái khác. Ví dụ nhé, cái tính cách của bố mẹ nó được phản ánh ở con cái, thì trong cái trường hợp đấy chúng ta có thể dùng là kodomo ni oya no seikaku ga thoe sareru, đúng không? Tức là cái tầm ảnh hưởng, cái vai trò của bố, bố như thế này, như thế kia, mẹ như thế này, như thế kia, thì chúng ta nhìn vào đứa con thì chúng ta có thể biết được là à, bố mẹ như thế nào, nó hiển thị lên trên đó. Và có bạn nếu mà hiểu theo cái nghĩa như vậy thì sẽ chọn là phương án số 2. Tuy nhiên ở đây ấy, không phải là cái sự ảnh hưởng hiển thị xuất hiện lên trên một cái vật nào đó, lên trên một cái đối tượng nào đấy, mà ở đây của chúng ta đó là cái hậu quả của nó, đúng không ạ? Yoha này, phương án thứ tư sẽ là phương án chính xác. Tức là cái việc mà giá dầu nó tăng thì nó gây ra những cái hậu quả, là nó dẫn đến những cái tác động. Và những cái tác động đấy thì bây giờ nó đang lan rộng ra khắp thế giới, chứ không phải là nó xuất hiện lên trên một cái gì đấy khác. Nên phương án chính xác không phải là thoe mà sẽ là yoha này, hậu quả. Tiếp theo nhé, với câu này ạ. Câu này thì chúng ta có những từ như là sombori, gikushaku hay là bongyari, urochoro, thì phương án nào sẽ là phương án chính xác ở đây? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về sombori nhé. Sombori thì dùng cho cái trạng thái kiểu như là khá là buồn, ủ rũ, genki ga nai. Ví dụ nhá, đi thi đấu mà bây giờ bị thua, thế là thẫn thờ đi về nhà, nó buồn lắm. Chiai ni makete sombori to kaeru. Nhưng mà trong câu này ý nghĩa là gì? Do một cái cãi vã rất là nhỏ thôi, thế nên là mối quan hệ với bạn thì bây giờ nó trở nên xấu, đúng không? Gặp trục trặc trong cái mối quan hệ đó. Tomodachi to no kankei ga. Vậy thì với cái trường hợp số 1 là không chính xác rồi. Đương nhiên là với số 3 lại càng không. Còn với số 4 nhá, số 4 thì chúng ta có từ là urochoro ne. Urochoro để chỉ nó cứ xoay xoay quay vòng mà kiểu như là mình ngứa mắt, mình chướng mắt, gây theo kiểu như là jamani na được cho mình. Ví dụ như là con chó nó cứ chạy quanh, nó cứ lảng vảng quanh mình, khiến cho mình kiểu như là trời ơi, hoa hết cả mắt đi, vướng hết cả mắt đi, mày cứ chạy loanh quanh á. Urochoro này. Ví dụ như là nếu mà cứ bị nó chạy loanh quanh lảng vảng như thế mãi thì mình sẽ vướng, mình không thể làm được việc. Thì các bạn có thể dùng là sonnani urochoro to sarete wa chigoto no jama ni naru. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là gikushaku ne. Từ này á, thì chúng ta lưu ý là chủ yếu là nó sẽ dùng trong cái mối quan hệ, để chỉ nghĩa là cái mối quan hệ nó gặp trục trặc. Umaku ikanai, đúng không ạ? Ví dụ như là mối quan hệ giữa vợ chồng, đúng không ạ? Fufu no aida ga gikushaku shiteru, đang gặp trục trặc. Hoặc trong trường hợp này là mối quan hệ với bạn bè, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng nhá. Câu này ở đây đó là giám đốc đang dốc hết sức vào cái việc là đào tạo nguồn nhân lực, đúng không ạ? Đào tạo những nhân tài, mà những nhân tài này sẽ gì đó tương lai của công ty. Và các bạn có thể lựa chọn ngay, đó chính là phương án số 1, nhìn nợ, những nhân tài gánh vác tương lai của công ty, đúng không ạ? Còn những trường hợp còn lại này, ví dụ như là itawaru. Itawaru để thể hiện cái nghĩa là mình có cái sự quan tâm, đồng cảm với những cái người mà họ ở trong cái yowai tachiba, ở trong cái địa vị yếu thế hơn. Ví dụ như là mình quan tâm đến những người bệnh, byonin o itawaru, đúng không? Hoặc là những người già, vân vân chẳng hạn. Yashinau là cái chữ dưỡng, trong cái nghĩa là nuôi dưỡng thì nó không phù hợp. Còn với trường hợp số 4 là kakageru. Từ này thì cho nghĩa là chúng ta kéo cái gì đấy lên này. Ví dụ như là hay dùng nhất với những cái đối tượng như là cờ này, hoặc là dương buồm lên, đúng không? Kéo quốc kỳ lên thì các bạn có thể dùng là kokyo
kakage desu ne. Thì phương án số 1 sẽ là phương án chính xác. Và với những cái phần từ vựng như thế này á, nó cũng là một trong những cái phần mà chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng khá là nhiều, bởi vì là những cái động từ đấy có khi là chúng ta không hiểu rõ cái ba men, cái bối cảnh sử dụng, hoặc có khi là nó có một chút cái sự gần giống nhau khiến chúng ta khó có thể phân biệt được. Nhưng trong cái mục tiêu học ngoại ngữ nói chung cũng như là trong phần thi GLBT thì cái việc mà chúng ta hiểu rõ cái bối cảnh sử dụng của từ là một cái điều hết sức là quan trọng. Vậy nên là các bạn hãy tập luyện với cái dạng tìm cách dùng đúng của từ này nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.